Thưa quý vị, mở đầu sẽ là bản tin Việt Nam được trình bày bởi Hoàng Quân. Hoàng Quân xin được mở đầu với phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, Việt Nga tăng cường hợp tác luật biển. Lãnh đạo Việt Nam và Nga hôm 29 tháng 6 đã tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, bao gồm cả vấn đề an ninh quốc phòng, khẳng định việc thực hiện đầy đủ công ước luật biển của Liên hiệp quốc năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông. Tuyên bố được đưa ra nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang tới Nga từ ngày 28 tháng 6 tới ngày 1 tháng 7 năm 2017. Điều 13 của bản tuyên bố chung gồm 17 điều viết rằng hai bên cho rằng các tranh chấp biên giới, lãnh thổ và các tranh chấp khác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần được các bên liên quan giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế. Phía Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp Nga trong lĩnh vực dầu khí. Và tập đoàn dầu khí Nga được nói tới trong tuyên bố bao gồm tập đoàn Gazprom, công ty Rosnef và tập đoàn Rosneft. Ngoài ra thì Nga hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam về kỹ thuật quân sự giúp Việt Nam xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam bác bỏ báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền Thông tấn xã nhà nước Cộng sản Việt Nam vào ngày 29 tháng 6 đã nói rằng, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đưa thông tin sai sự thật về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam đề cập đến những cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Việt Nam do Human Rights Watch đưa ra vào ngày 16 tháng 6, trong đó nói rằng nhiều nhà hoạt động dân chủ và blogger tại Việt Nam bị hành hung. Ngoài ra, thông tấn xã Việt Nam còn chỉ trích kênh truyền hình quốc tế Al Jazeera có trụ sở tại vùng Trung Đông, đã đưa những thông tin bịa đặt về việc hành hung những nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam trong chương trình phát hình của Al Jazeera vào ngày 24 tháng 6. Bên cạnh đó, thông tấn xã Việt Nam liên liệt kê những cam kết quốc tế về nhân quyền mà nhà nước Việt Nam đã ký kết, và kết luận đó là bằng chứng cho thấy nhân quyền tại Việt Nam được thúc đẩy bằng những chính sách nhất quán của nhà nước. Thưa quý vị, nhiều tổ chức kêu gọi ký tên vào bản tuyên bố chủ quyền biển đảo. Hơn 10 đoàn thể và hơn 50 cá nhân đại diện cho công dân và các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam vừa cùng ký tên cho bản tuyên bố về chủ quyền biển đảo quốc gia Việt Nam. Theo bản tuyên bố này, lần đầu tiên một lãnh đạo Trung Cộng, tướng Phạm Trường Long sang Việt Nam tuyên bố công khai trực tiếp với lãnh đạo Cộng sản rằng vùng lãnh hải Biển Nam Hải là thuộc chủ quyền của Trung Cộng từ thời cổ đại phát ngôn của ông long cho thấy lập trường bành chứng của trung cộng đã tiến thêm một bước khiêu khích mới đe dọa chủ quyền việt nam chính vì vậy hàng loạt trí thức việt nam cùng các hội đoàn diễn đàn hoạt động dân sự và nhân quyền đã cùng ký tên và tuyên bố chủ quyền biển đảo của việt nam lên án các hành vi xâm lược lãnh thổ và lãnh hải của nhà cầm quyền bắc kinh đồng thời kêu gọi nhân dân việt nam trong và ngoài nước cùng đồng lòng bảo vệ biển đảo bằng mọi giá Cộng sản Việt Nam sẽ xét xử một số cán bộ trong vụ Đồng Tâm. Theo một tin từ trong nước, một số cán bộ xã Đồng Tâm và cán bộ các phòng chuyên môn của huyện Mỹ Đức bị kết luận có sai phạm trong quản lý đất đai ở địa phương sẽ bị đem ra xét xử vào tháng 7 tới đây. Ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, tại cuộc họp báo ngày 30 tháng 6 về việc công an Hà Nội bắt giữ người dân Đồng Tâm là đúng hay sai. Ông Nam nói rằng đây là trách nhiệm thanh kiểm tra của Bộ Công an và vụ việc đang được Bộ Công an thanh tra. Người đứng đầu Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng nói rằng khi nào có kết luận thanh tra sẽ xử lý theo đúng kết luận đó kể cả cán bộ sai cũng phải bị xử lý theo pháp luật, chứ không chỉ xin lỗi dân là xong. Vụ người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm tiến hành bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin vào trung tuần tháng 4 vừa qua, được cho là đỉnh điểm tình trạng tranh chấp đất ruộng của người dân địa phương với phía quân đội lâu nay. Thưa quý vị, GDP của Việt Nam cao song chịu nhiều áp lực. Tổng cục Thống kê Cộng sản Việt Nam cho biết là GDP của Việt Nam 6 tháng đầu năm nay ước tính tăng 5.73% so với cùng kỳ một năm trước là 5.1%. Tuy nhiên, với mục tiêu GDP năm 2017 mà Quốc hội Việt Nam đưa ra là tăng 6.7%, do đó truyền thông trong nước nói áp lực tăng trưởng cuối năm là rất lớn. Cụ thể là Tổng cục Thống kê cho biết cơ cấu kinh tế trong 6 tháng đầu năm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15.06%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32.76%, khu vực dịch vụ chiếm 41.84%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10.34%. Được biết xuất cảng tăng 18.9% tính tới tháng 6, thấp hơn dự đoán là 19.6%, nhưng lại cao hơn mức xuất cảng trong tháng 5 là 17.4%. Trong khi đó, nhập cảng tăng 24.1% tính theo năm, cao hơn dự đoán 23.7% và cao hơn mức tăng vào tháng 5 là 23.9%. Cũng trong tuần này, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản Việt Nam cho biết 6 tháng đầu năm nay thì Việt Nam đã thu hút được 19.22 tỷ Mỹ Kim vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp FDI tăng 54.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, doanh nghiệp Việt Nam trước nguy cơ phá sản vì nợ động. Nhiều doanh nghiệp xây dựng đang đối diện với nguy cơ phá sản vì bị hệ thống công quyền quyệt nợ. Đó là nội dung trong cuộc hội thảo của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, viết tắt là VACC với chủ đề nợ động trong xây dựng cơ bản trong ngày 28 tháng 6 tại Hà Nội. Nợ động trong xây dựng cơ bản là cách gọi những khoản nợ mà hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương còn thiếu các nhà thầu sau khi những nhà thầu này hoàn tất các công trình hạ tầng theo báo Thanh niên, ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch VACC, đã dẫn số liệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tính đến cuối năm 2016, khoản nợ động trong xây dựng cơ bản mà chính phủ có nghĩa vụ phải thanh toán cho các nhà thầu là 9.500 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, thì theo VACC, khoản nợ động của toàn bộ hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương chưa thanh toán cho các nhà thầu là từ 30.000 tỷ đồng cho đến 40.000 tỷ đồng Việt Nam. Thậm chí có rất nhiều doanh nghiệp là thành viên của VACC chỉ có vốn chừng 200 tỷ đồng Việt Nam hoặc là 300 tỷ đồng nhưng đang bị hệ thống công quyền nợ tới 2.000 tỷ đồng Việt Nam. Thưa quý vị, viêm não Nhật Bản bùng phát ở Việt Nam. Bệnh viêm não Nhật Bản ở Việt Nam đang tăng vọt làm cho các bệnh viện và người dân khốn đốn, không riêng gì tình trạng thiếu giường ở bệnh nhi viêm não nằm tại các bệnh viện nhi phía Nam. Theo ghi nhận của báo chí trong nước thì viêm não Nhật Bản cũng tăng mạnh tại các tỉnh phía Bắc. Mỗi năm tại Việt Nam bệnh viêm não Nhật Bản bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào khoảng tháng 10. Thời điểm hiện tại tuy mới ở giai đoạn đầu nhưng tình trạng bệnh nhi tới cấp cứu điều trị tại bệnh viện nhi đồng 1 Sài Gòn đang ở mức báo động, còn tại các tỉnh phía Bắc chỉ tính riêng trong tháng 6 lượng Bệnh nhi nhập viện do viêm não Nhật Bản tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội tăng 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Được biết, viêm não Nhật Bản là một bệnh lây ra do truyền qua đường mũi đốt và xuất phát lần đầu tiên tại Nhật Bản với biểu hiện là viêm não và tỷ lệ tử vong rất cao, thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Thưa quý vị, chuyển sang phần tin Á Châu. Trung Quốc tỏ lập trường cứng rắn khi Tân đặt khu trưởng Hồng Kông tuyên thệ nhậm chức. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hiện đang ở Hồng Kông tham dự các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Hồng Kông hồi quy, đã chứng kiến bà Carrie Lam tuyên thệ nhậm chức đặc khu trưởng vào ngày 1 tháng 7. Theo hiến pháp riêng của Hồng Kông, còn gọi là bộ luật căn bản, thì Hồng Kông được hưởng các quyền tự do đặc biệt so với Trung Hoa lục địa trong vòng ít nhất là 50 năm sau khi hồi quy vào năm 1997. Thể chế chính quyền trung cộng áp dụng ở Hồng Kông được gọi là một quốc gia hai chế độ, cho phép đặc khu Hồng Kông được nhiều quyền tự trị. Tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Carrie Lam, chủ tịch nước tập cận bình đã đọc bài diễn văn với những lời lẽ cứng rắn, từ trước tới nay về chính sách đối với vùng đất này. Ông tập cho biết sẽ không dung túng cho bất cứ ai thách thức quyền lực của chính quyền Trung Quốc tại đây. Thái độ cứng rắn này được bày tỏ khi tình hình chính trị và xã hội tại Hồng Kông đang căng thẳng và nhiều người Hồng Kông cho rằng Trung Quốc đang muốn can thiệp nhiều hơn vào công việc nội bộ của đặc khu. Thưa quý vị, cũng một bản tin liên quan cho biết hàng chục ngàn người đã biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông nhân kỷ niệm 20 năm ngày hồi quy. Hàng chục ngàn người đã biểu tình ở Hồng Kông vào ngày 1 tháng 7 để đòi quyền tự do dân chủ nhân dịp đặc khu này kỷ niệm 20 năm ngày được Anh trao trả về cho Trung Cộng. Ban tổ chức ước lượng số người tham dự biểu tình lên tới 60.000 người. Người biểu tình còn mang theo các cây dù màu vàng là một biểu tượng của phong trào đòi tự do dân chủ tại Hồng Kông. Thêm vào đó còn dơ các biểu ngữ phản đối chính sách cai trị độc đảng của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Một trong những yêu cầu tránh của phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông là quyền được đi bầu cử đặc khu trường theo lối phổ thông đầu phiếu nhưng không được Trung Cộng chấp nhận. Tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Carrie Lam, trong cùng ngày, Chủ tịch nước Trung Cộng Tập Cận Bình có đọc diễn văn với lời lẽ cứng rắn và tuyên bố là không sung túng cho bất cứ ai thách thức quyền lực của chính quyền Trung Cộng. Kỷ niệm tròn một năm vụ khủng bố ở Bangladesh. Trong ngày 1 tháng 7, nhiều người dân ở Bangladesh và đại diện các tòa đại sứ đã mang hoa tới tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Dhaka đúng một năm về trước quân khủng bố ISIS đã nhận trách nhiệm cho 7 người mang súng tấn công vào quán cà phê nằm trong khu ngoại giao đoàn ở thủ đô Dakar vào tối ngày 1 tháng 7 năm 2016, sát hại 22 người, trong đó có 9 người Ý, 7 người Nhật, 1 người Mỹ và 1 người Ấn Độ, rồi bắt một số người khác làm con tin. Phía ISIS còn ra tuyên bố cho biết những nước nào cho phi cơ oanh tạc người Hồi giáo, thì dân chúng nước đó sẽ không được yên. Cảnh sát Bangladesh đã tới bao vây nhóm khủng bố trong quán cà phê suốt 12 tiếng đồng hồ tới sáng ngày hôm sau thì xông vào ngôi nhà và giải cứu được 13 con tin. Từ sau vụ khủng bố ở Dhaka tới nay, cảnh sát cũng đã nổ súng tiêu diệt hơn 50 người tình nghi là quân khủng bố liên quan tới vụ này. Trong đó có người được cho là chủ mưu là một người Canada gốc Bangladesh tên là Tamin Ahmed Chowdhury thưa quý vị vừa rồi là phần tin á châu sau một số thông tin thương mại ngọc trâm và hoàng quân sẽ quay trở lại với phần tin hoa kỳ đời sống và giải trí